Xin chào các bạn. Hôm nay trước khi rửa để mà thái phơi cái lô rễ của cây cối hạc này thì mình cũng quay để các bạn xem. Đây mình quay để các bạn xem này. Rễ cối hạc rất to. Cây cối hạc này thì sử dụng là toàn bộ thân và rễ. Nhưng mà cái bộ phận rễ này thì nó tốt hơn các bạn ạ. Trong kinh nghiệm dân gian và trong y học cổ truyền đã sử dụng cái vị thuốc cối hạc này từ rất lâu đời rồi. Nó có tác dụng là chữa trị thoái hóa đau nhức xương khớp. Nếu mà các bạn có người nhà mà không may bị thoái hóa đau nhức xương khớp thì các bạn dùng cái cây cối hạc này, đặc biệt là cái bộ phận rễ này, các bạn mỗi ngày dùng một nắm dược liệu, các bạn đun sắc uống. Nếu mà các bạn có điều kiện thì các bạn ngâm cái củ và rễ cây cối hạc này cùng với cả cái rượu 40-45 độ, các bạn ngâm tầm 3 tháng. Thì sau khi được 3 tháng thì các bạn mỗi bữa cơm các bạn sử dụng khoảng 2 ly nhỏ. Nó rất tốt cho những người thoái hóa đau nhức xương khớp. Đặc biệt là cái cây cối hạc này các bạn ạ, nó chữa trị thoái hóa đau nhức xương khớp và chữa trị những người viêm khớp gối, sưng khớp gối. Nó tiêu viêm tiêu sưng rất mạnh các bạn. Để các bạn nhìn những cái củ gối hạc đỏ đẹp không? Rất thơm các bạn ạ. Những người mà bị viêm sưng khớp gối thì sử dụng cái rễ cây gối hạc này thì là rất tốt. Nó giảm đau tiêu sưng rất mạnh. Bộ phận rễ coi là rất đỏ các bạn ạ. Ôi mình cũng xin chào tạm biệt các bạn để còn đi rửa để thái phơi cái nô rễ này.